chào các bạn đã quay trở lại với Gặp Nhau Cuối Ngày. Mặc dù bây giờ thì đã là cuối ngày và hơi muộn một chút, nhưng cũng xin chúc các bạn nhỏ của S Channel sẽ có một ngày Trung Thu thật vui vẻ và nhận được nhiều quà nhé. Còn bây giờ thì như thường lệ, chúng ta hãy cùng cập nhật những tin tức nổi bật có trong ngày. Mới đây, trong một bài thuyết trình trong một buổi học dành cho các doanh nhân, thì Ngọc Trinh đã bất ngờ chia sẻ cách để có thể mua được nhà 40 tỷ, kinh doanh cũng như là xin tiền bạn trai như thế nào. Và thông tin này thì đã ngay lập tức thu hút được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Trong clip thì Ngọc Trinh có mặc quần jean và áo sơ mi trắng, thuyết trình rất tự tin và phía dưới thì có rất nhiều người lắng nghe và thi thoảng thì họ còn vỗ tay tán thưởng. Nội dung bài nói của Ngọc Trinh xoay quanh chủ đề làm thế nào để đạt được mục tiêu đã đề ra. Và cụ thể thì Ngọc Trinh đã đề ra mục tiêu là mua được một căn nhà 40 tỷ để có thể đón ba mẹ lên Sài Gòn ở. Từ đó thì cô đã vạch ra những đầu dòng, những việc mà cần phải quan tâm để thực hiện mục tiêu đó. Và đó chính là tiền, thời gian, địa điểm mua nhà, nghề nghiệp và giữ gìn nhan sắc. Về việc làm thế nào để có thể kiếm được chừng đó tiền trong khoảng thời gian đã dự định thì Ngọc Trinh đã vẽ ra ba hướng, đó chính là tự kinh doanh, xin tiền bạn trai và xin tiền ba mẹ. Cô có chia sẻ rằng nhưng do không thể xin được tiền ba mẹ vì ba mẹ quá nghèo nên chỉ còn hai phương án, đó chính là xin tiền bạn trai và tự kinh doanh. Việc giữ gìn nhan sắc cũng được Ngọc Trinh đánh giá là vô cùng quan trọng, bởi tất cả mọi thứ, nghề nghiệp, kế hoạch của cô thì đều liên quan đến điều này. Và đoạn clip cùng những chia sẻ có phần khá là ngô nghê và thật thà của Ngọc Trinh thì đã lập tức trở thành chủ đề tranh cãi trên mạng xã hội. Một số người đồn đoán cho rằng Ngọc Trinh đang đi dạy một lớp học làm giàu, nhưng thực ra đây chỉ là phần bài tập thuyết trình của Ngọc Trinh trong một lớp học làm giàu mà cô đang là học viên. Tuy nhiên thì như mọi lần, những chia sẻ thật thà về cách kiếm tiền, xin tiền bạn trai hay là bớt mua hàng hiệu của Ngọc Trinh thì vẫn nhận được không ít gạch đá từ cộng đồng mạng. Bản thân Ngọc Trinh cũng đã tâm sự, cô đi học lớp này để có thể có thêm kiến thức và dù là chỉ học cho vui chứ không hề áp dụng được nhiều vào công việc kinh doanh của cô. Còn nội dung bài thuyết trình là những gì thật nhất mà cô nghĩ ở trong đầu nên cứ thoải mái chia sẻ cùng với mọi người với một tâm trí rất vui vẻ và cởi mở. Sau khi xuống Hà Nội làm thuê được một thời gian thì cô gái trẻ 18 tuổi đã mất tích một cách bất ngờ sau tin nhắn gửi vội về cho gia đình rằng mình đang bị bắt cóc sang Trung Quốc. Mới đây thì mạng xã hội Facebook mới xuất hiện những hình ảnh của một cô gái trẻ được cho là mất tích kèm theo dòng tin nhắn báo là bị bắt sang Trung Quốc. Và theo tìm hiểu thì cô gái có tên là Lường Thị Thùy Linh, 18 tuổi và quê ở Sơn La. Sau khi nhận được thông tin trình báo thì ông Lường Văn Thành, một cán bộ công an xã đã cho biết đơn vị có nhận được trình báo của gia đình cô gái. Chúng tôi đang xác minh, điều tra và đồng thời báo cáo sự việc này lên công an huyện. Và theo lời của bà Lò Thị Sim, mẹ đẻ của Linh, thì Linh đã mất tích và có khả năng là bị bắt sang Trung Quốc. Vào tối ngày 2 tháng 10 vừa qua thì Linh đã kịp nhắn tin về cho người yêu và gia đình với nội dung cầu cứu rằng mình đang bị lừa và bị bắt sang Trung Quốc và được đưa đi rất xa. Hiện tại thì các cơ quan chức năng vẫn đang phối hợp cùng với gia đình để làm rõ sự việc cũng như là tìm kiếm và giải cứu cô gái trẻ này. Câu chuyện về học sinh phải cúi đầu chào bác bảo vệ 71 tuổi khi đến trường đã là một câu chuyện đi vào nề nếp của một ngôi trường lâu đời bậc nhất tại Sài Gòn, nhưng đằng sau đó thì là cả một câu chuyện về cuộc đời của một người hiệp sĩ xích lô ẩn danh. Nhiều ngày qua thì đoạn clip ghi lại hành động đẹp của các bạn học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, thành phố Hồ Chí Minh khi cúi đầu chào bác bảo vệ lớn tuổi trước cổng trường đã khiến cho rất nhiều người cảm động lẫn thán phục. Bởi cái cúi đầu chào chẳng có gì to tát cả, nhưng không phải là ai cũng có ý thức mỗi khi gặp những người lớn tuổi hơn mình. Với nụ cười hồn hậu thân quen và không quá khó để nhận ra bác bảo vệ trước cổng trường Lê Hồng Phong. Mặc dù nắng mưa nhưng bác vẫn cần mẫn với công việc của mình mà không một lời than thở. Bác tên thật là Nguyễn Văn Lũy và năm nay 71 tuổi. Hiện tại thì bác đang làm công tác quản lý trật tự tại trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong. Chật vật với cuộc sống mưu sinh nhưng ít ai biết rằng người đàn ông này lại là một hiệp sĩ đường phố nổi danh một thời. Lấy trong túi áo của mình ra bản photo một bài báo cũ, bác Lũy đã kể lại rằng hôm trước có một học sinh tình cờ nhớ ra bác nên đã photo bài báo cũ này tặng lại cho bác để làm kỷ niệm. Người đàn ông trong tấm báo cũ chạy xích lô ngày đó chính là bác và đã không ít lần xả thân giúp người bị nạn. Có lần thì còn hư hỏng xe và có lần thì còn ngã gãy cả tay nữa. Nhưng chưa bao giờ người đàn ông này từ bỏ những công việc ý nghĩa ấy. Và cho đến tận bây giờ khi tuổi đã không còn trẻ, nhưng bác vẫn rất tâm huyết bởi với bác, giúp người là điều không thể thiếu trong cuộc sống này. Bác Lũy cười thật tươi khi tâm sự về công việc. Ở cái tuổi thất thập cổ lai hy, những gánh nặng về cuộc sống chưa bao giờ khiến cho người đàn ông này thôi tiến về phía trước. Bác luôn quý mến tất cả mọi người, quý trọng công việc của mình và luôn sẵn sàng để chia sẻ nụ cười trên môi. Gần đây thì một số tài khoản giả mạo trên Facebook đã thêm những chiêu trò mới với mục đích là lừa gạt và câu like và vẫn khiến cho hàng chục nghìn người dùng mạng bị sập bẫy. Và gần đây nhất là một tài khoản giả mạo Cường Đô La sẽ tặng thẻ cào nếu như bạn comment số điện thoại của mình vào đó.
Xây dựng fanpage từ lâu đã không còn là một chuyện mới mẻ. Thế nhưng bên cạnh những cách marketing lành mạnh thì không ít người đã phát triển fanpage theo cách câu like một cách vô cùng nhảm nhí để quảng cáo trá hình cho sản phẩm mà mình đang kinh doanh online, hay đơn giản là tạo ra các page nhiều like để mua bán kiếm lời. Một hình thức khá phổ biến của việc này đó chính là lập ra các fanpage mạo danh những công ty danh tiếng, tung chiêu trò tặng tiền thưởng hoặc là hiện vật có giá trị. Các fanpage này thì thường kêu gọi người dùng mạng bấm like, share và comment số điện thoại để bốc thăm trúng thưởng một cách ngẫu nhiên. Dù chiêu trò này không quá mới mẻ và đã được cảnh báo rất nhiều lần, thế nhưng các đối tượng phát triển fanpage thiếu lành mạnh này bằng cách nào đó vẫn đánh lừa được rất nhiều người. Điển hình là mới đây, một trang fanpage đã mạo danh Cường Đô La và đã thu về 250.000 lượt like cùng với một lượng tương tác khổng lồ với một chiêu trò câu like cực kỳ nhảm nhí. Theo đó thì fanpage này được lập ra từ hồi tháng 9 vừa rồi. Và ban đầu thì page luôn cập nhật những hình ảnh siêu xe, hình ảnh Cường Đô La, bé Subeo và Hồ Ngọc Hà. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn thì fanpage này đã lộ nguyên hình chỉ là một kẻ giả danh. Và bằng chứng là fanpage này đã liên tục kêu gọi cộng đồng mạng comment số điện thoại để nhận thẻ cào là quà tặng của Cường Đô La. Và bằng chiêu trò vô cùng đơn giản thì fanpage đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều người. Bên dưới mỗi post thì họ đều kêu gọi comment số điện thoại và luôn có đến hàng trăm bình luận. Trước đó thì một fanpage cũng giả mạo Honda Việt Nam và đã liên tục chia sẻ những hình ảnh sẽ tặng chiếc xe SH với lời quảng cáo là chỉ cần like và share những bài viết này trên trang cá nhân. Hoặc một vụ việc tương tự đã xảy ra, đó chính là một fanpage mạo danh có tên là Airbus Việt Nam cũng đã tung ra những thông tin cực sốc, đó chính là tặng 5 máy bay Airbus A380 cho 5 người may mắn nhất Việt Nam. Và đó là những thông tin nổi bật có trong video ngày hôm nay, ngày 4 tháng 10. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn một buổi tối Trung Thu vui vẻ. Còn bây giờ thì xin chào và chúc các bạn ngủ ngon.